Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 được kết nối đến 62 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh. Trên cơ sở đề án do Đảng đoàn Quốc hội xây dựng, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 19 về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Trong đó nêu rõ mục tiêu là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. 12 định hướng phát triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội 13 của Đảng đề ra. Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Chính trị lưu ý, việc xây dựng ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Những vấn đề cấp bách đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh, có sự thống nhất cao thì mới xây dựng, ban hành luật. Những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết nhưng là vấn đề mới, chưa đạt đồng thuận cao thì có thể quy định thực hiện thí điểm. Trước mắt chưa triển khai xây dựng những dự án luật có nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần có thêm thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế. Lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm, tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đề án đặt ra 8 định hướng lớn và 70 định hướng cụ thể cần tập trung thực hiện, 137 nhiệm vụ lập pháp cần nghiên cứu, ra soát để báo cáo Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các luật, nghị quyết trong nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ tự ưu tiên và các giải pháp thực hiện bảo đảm tính khả thi. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về việc triển khai kết luận, qua đó đồng tình cao với quan điểm xây dựng pháp luật, xác định trọng tâm là bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp thay vì phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, bảo đảm đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đề án do Đảng đoàn Quốc hội chuẩn bị được Bộ Chính trị thông qua, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính chủ động tích cực của Đảng đoàn Quốc hội trong việc khẩn trương thể chế hóa chủ trương, đường lối được xác định tại Đại hội 13 của Đảng, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu trong xây dựng pháp luật cần phải ưu tiên cao nhất cho chất lượng, không chạy theo số lượng, cố gắng khắc phục cơ bản những tồn tại bất cập đã được các cơ quan nhận diện và chỉ ra trong quá trình tổng kết xây dựng đề án. Tiếp tục tìm tòi đổi mới, cải tiến quy trình thủ tục để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành pháp luật, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tổ chức tham gia quy trình lập pháp để nâng cao chất lượng các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội. Trong quá trình nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới luật, pháp lệnh, nghị quyết theo yêu cầu của các nhiệm vụ lập pháp, đề nghị cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình thủ tục luật định, nhất là trong việc chuẩn bị hồ sơ. Cần quan tâm chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không để xảy ra việc lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản luật. Quan tâm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.